Kính thưa cộng đoàn, mốc thời gian 50 năm được tính như là nửa đời người, còn mốc thời gian 25 năm được đánh dấu như là nửa chặng đường sự nghiệp của một người. Hôm nay, cha Giuse Hoàng Văn Quảng đã đạt được cái mốc 25 năm trên hành trình ơn gọi linh mục. Mà vào ngày 28 tháng 10 năm 1995, cha đã can đảm đáp trả với lời xin vâng. Có lẽ trong những ngày qua, nhiều cảm xúc hiện lên làm cha bồi hồi xúc động. Nhưng một tình cảm đặc biệt nhất trào dâng trong tâm tình cha lúc này chính là tâm tình cảm tạ tri ân. Cảm tạ tri ân Chúa, người đã tuyển chọn và đã che chở dìu dắt cha qua mọi gian lao thử thách, cũng như thương ban nhiều ân sủng trên chặng đường 25 năm qua. Cảm tạ tri ân nhà dòng đã huấn luyện dạy dỗ cha nên một linh mục có ích cho đời, đặt cha vào những môi trường để cha hoạt động, mang nhiều thành quả tốt đẹp cho cộng đồng nơi cha phục vụ trong suốt 25 năm qua. Cảm tạ tri ân các ân nhân đã đồng hành, chia sẻ buồn vui, hiệp dâng những lời nguyện cầu chân thành, đóng góp những của cải ít nhiều, nâng đỡ tinh thần cũng như vật chất để cha vững bước trong sứ vụ linh mục của mình. Cảm tạ tri ân bà con thân nhân ruột thịt gần xa đã gánh vác thay cho cha những bổn phận mà một người bình thường ai cũng phải chu toàn. Họ đã làm tất cả thay cha, để cha toàn tâm toàn ý hiến dâng đời mình cho Chúa. Với tâm tình cảm tạ tri ân đó, giờ đây cộng đoàn phụng vụ chúng ta cùng hiệp ý với cha Giuse, các cha đồng tế cùng dâng thánh lễ cảm tạ Thiên Chúa vì chặng đường 25 năm qua cha Giuse đã hoàn thành một cách tốt đẹp. Đồng thời cũng xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn hồng ân, vì chặng đường phía trước vẫn còn dài, công trình của Chúa vẫn còn đang dở dang, cần cha Giuse hoàn tất cùng với sự hy sinh góp sức của mọi người. Oh,
Đức cha, kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn phụng vụ thân mến. Hiệp dâng thánh lễ xong này, xin Đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn hiệp ý với con dâng lời tạ ơn vì 25 năm hồng ân linh mục và tạ ơn biết bao nhiêu lành con đã lãnh nhận suốt trong cuộc đời trần gian này. Hiệp ý trong thánh lễ hôm nay, con cũng dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho các cha, các thầy, những người đã đóng góp cho con trong ơn gọi đến ngày hôm nay còn sống cũng như qua đời. Và con cũng nhớ đến cha mẹ của con là Giuse và Maria. Với tâm tình đó, giờ đây chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, cá nhân con khi nhìn lại trong cuộc đời trần gian và 25 năm trong cuộc đời linh mục, con cảm thấy mình vẫn còn rất nhiều những bất xứng, tội lỗi. Vì vậy xin cộng đoàn cầu nguyện cùng Chúa tha thứ cho con. Và để xứng đáng cử hành thánh lễ, chúng ta cũng khiêm tốn xin Chúa tha thứ tội lỗi. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho con trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thiên cho người thiên thần. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con lời lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con ngợi ca Chúa vì vinh quang cao cả. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chiến Thiên Chúa, là con đứng Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm đời chúng con cầu cần. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh. Chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Cha Chi Thánh, ngày hôm nay làm con nhớ lại rằng chính Cha đã chọn con, đã cho con được tham dự vào chức vụ tư tế độc nhất của Đức Kitô để phục vụ hội thánh. Xin ban cho con một niềm tin mạnh mẽ để con vừa cương nghị vừa khiêm tôn trong nhiệm vụ rao giảng tin mừng. Như thế con sẽ phân phát các mầu nhiệm cứu độ như một người quản lý trung thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con. Người là đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Có lời Chúa phán với tôi rằng: trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Nhưng tôi thưa, ôi, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói. Đức Chúa phán với tôi, đừng nói ngươi còn trẻ, ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi. Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói, đừng sợ chúng, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa. Rồi Đức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán: đây ta đặt lời ta vào miệng ngươi. Coi hôm nay ta đặt ngươi đứng đầu các dân, các nước, để nhổ, để lật, để hủy, để phá, để xây, để trồng. Đó là lời Chúa. Duyệt người đứng vững ngàn năm, ngày báu của người ta đã thiết lập từ muôn đời. Sẽ thưa rằng lạy Cha muôn loài đấng an bài nơi con nương tựa và chính là nguồn mạch cứu độ con, và lòng sùng ái người sẽ đầy dư mãi mãi chẳng ngưng. Ta đã duy trì lời giao ước này thật lâu dài.
bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Corinto. Thánh Phaolô nói rằng: Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vân vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư, cũng chỉ nhất thời. Nói cách tiếng lạ chăng, có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư, rồi cũng chẳng còn. Vì chương sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con. Nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. Bây giờ, chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ, tôi chỉ biết có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết như Thiên Chúa biết tôi. Hiện nay, đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Thầy. Bài trích tin mừng theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp: Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu nói với ông: Hãy chăm sóc chiên con của thầy. Người lại hỏi: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy. Người nói: Hãy chăn dắt chiên của thầy. Người hỏi lần thứ ba: Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: Anh có yêu mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu bảo: Hãy chăm sóc chiên của thầy. Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: Hãy theo thầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta chào mừng Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường. Xin cho chào pháo tay. Hôm nay vì yêu thương, Ngài đã đến để tham dự thánh lễ và chia sẻ lời Chúa cho chúng ta. Cảm ơn tất cả quý cha và tất cả mọi người. Và anh chị em thân mến,
Chúng ta quy tụ lại đây để cùng với cha Giuse Hoàng Văn Quản tạ ơn Thiên Chúa nhân ngày mừng ngân khánh linh mục của cha. Trong thiệp mời, chúng ta nhìn thấy câu châm ngôn đời linh mục của cha: đức mến thì cao trọng hơn cả. Câu này trích từ chương 13 trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô mà chúng ta vừa nghe đọc trong bài đọc 2 của Thánh lễ tạ ơn hôm nay. Trong đó, Thánh Phaolô nhấn mạnh về sự cao trọng và tính ưu việt của đức mến so với tất cả các đặc sủng khác. Giữa muôn vàn đặc sủng cho Chúa ban, thì đức mến đứng hàng đầu và là linh hồn, là nguyên lý khởi động của các đặc sủng khác, cũng như mọi việc thiện. Đến nỗi nếu không lấy đức mến làm nguyên lý thúc đẩy để thực thi, thì các đặc sủng, các việc thiện, tất cả đều là vô giá trị trước mặt Thiên Chúa. Không có đức mến thì ơn nói các tiếng lạ, ơn loan báo các lời tiên tri, ơn hiểu biết những mầu nhiệm cao siêu, ơn đức tin vững mạnh, lòng quảng đại thương người, ơn can đảm hy sinh tính mạng vì lẽ công chính cũng sẽ không sinh ích gì. Trái lại, có đức mến thì có tất cả, vì đức mến bao gồm mọi nhân đức. Nó giúp ta nhẫn nhục, hiền hòa, không ghen tuông, không vinh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tư lợi, không nóng giận, không hận thù, không mừng trước sự gian ác, nhưng lại vui thấy điều chân thật. Người có lòng mến Chúa, yêu người thiết tha thì sẵn sàng tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Các ơn khác sẽ qua đi, nhưng đức mến còn tồn tại mãi. Vì thế, Thánh Phaolô khuyên bảo chúng ta hãy cố tìm cho được ơn cao trọng này là đức mến. Cũng trong chiều hướng đó, khi mời Thánh Phaolô theo Chúa và đặt Ngài làm đá gốc xây lên tòa nhà của giáo hội, thì Chúa Giêsu đã hỏi thánh nhân 3 lần: Phaolô, con có yêu mến thầy không? Anh chị em thân mến, hướng về cha Giuse Quảng đang hân hoan mừng lễ ngân khánh linh mục hôm nay, chắc chắn khi chọn đời tu, đặc biệt trước khi khấn dòng cũng như khi lãnh nhận chức linh mục, cha đã được Chúa Giêsu chất vấn không chỉ 3 lần mà còn hỏi đi hỏi lại nhiều lần: Quảng ơi, con có yêu mến thầy không? Và cha đã mau mắn thưa lại: Thưa thầy, con yêu mến thầy. Thầy biết con yêu mến thầy. Ý thức về sự cần thiết và tính ưu việt của đức mến nên cha đã chọn câu đức mến thì cao trọng hơn cả làm châm ngôn cho đời tu và đời linh mục của Ngài. Tuy nhiên, khi thực thi sứ vụ, đặc biệt là lúc gặp gian lao thử thách, đứng trước những mưu mô của ma quỷ, những cám dỗ của thế gian xác thịt trên con đường sứ vụ, chắc cha cũng cảm thấy trung thành với và trung thành vác thánh giá theo Chúa trong mọi nơi mọi lúc cho đến cùng không phải là đơn giản. Trong những hoàn cảnh như vậy, có lúc cha cũng đã thưa với Chúa như tiên tri Jeremia trong bài đọc thứ nhất hôm nay: Ôi lạy Chúa, giờ đây con mới rõ, con thật là bé bỏng, thấp hèn, không biết phải ăn nói ra sao Chúa ơi. Nhưng có lẽ cha cũng được nghe những lời đầy an ủi của Chúa: Đừng sợ, ta sai người đi đâu, người cứ đi. Ta truyền cho ngươi làm gì, nói gì, ngươi cứ làm, cứ nói. Đừng nản chí, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Đây ta ban sức mạnh cho ngươi để nhổ, để lật, để hủy, để phá, để xây, để trồng. Bởi vì trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã chọn gọi ngươi. Ta đã đặt ngươi làm ngôn sứ của muôn dân. Ôi lòng Chúa thật tín trung, tình thương của Chúa thật vô ngần. Chúa biết con người bé mọn nghèo hèn hay sa ngã và thất trung mà vẫn chọn gọi và trao cho họ sứ vụ hành động nhân danh Chúa với tư cách của Chúa Kitô. Chúa còn luôn đồng hành và ban ơn nâng đỡ để những người Chúa chọn luôn vững bước trên con đường sứ vụ. Vì thế hôm nay, chúng ta hãy cùng cha Giuse cảm tạ
về hồng ân bao la Chúa đã ban cho người khi trao cho Ngài quyền năng của một linh mục để cha có thể hành động nhân danh Chúa Kitô với tư cách của Chúa Kitô. Với quyền năng này, cha có thể làm cho tấm bánh và ly rượu trở thành mình máu Thánh Chúa để tái diễn hy lễ thánh giá. Cha có thể tha tội và qua các bí tích cha trao ban, cha có thể chuyển tải công phúc của Chúa Giêsu đã lập cho muôn người ở khắp mọi nơi. Thật là một hồng ân cao quý, loài người không biết lấy gì mà cảm tạ cho cần xứng. Với sự đồng hành và ban ơn nâng đỡ hộ phù của Chúa, cha Giuse đã thi hành tốt các công tác được cho phó. Và có thể nói cho tới giờ này, cha vẫn còn vững bước trên con đường Chúa chọn gọi và hướng dẫn cha đi. Cha đã theo Chúa làm ứng sinh dòng tên từ năm 1973, lúc 17 tuổi. 4 năm sau, cha đã được vào nhà tập và năm 1980 được khấn lần đầu. Chưa làm linh mục, cha đã được trao cho nhiệm vụ phụ tá giám đốc ứng sinh. Sau khi chịu chức linh mục, cha đã từng làm phụ tá giáo xứ Thiên Thần và 3 năm sau trở thành người phụ trách chính thức của cộng đoàn này. Từ năm 2001, cha được trao cho nhiệm vụ điều phối việc linh đạo của dòng. Và sau 3 năm theo khóa bồi dưỡng trở về, cha đã giữ chức điều phối linh thao cho cả miền. Từ năm 2011, cha đảm nhiệm chức giám đốc văn phòng phát triển và hiện nay phụ trách công tác mục vụ hành hương và gây quỹ cho tỉnh dọc. Trong tất cả các chức vụ được trao phó, cha luôn nhiệt thành chu toàn với tất cả lòng mến Chúa yêu người. Với tính tình cởi mở, vui tươi, cha được nhiều người mến mộ và sẵn sàng cộng tác với cha, cũng như cha vẫn sẵn sàng cộng tác với mọi người để làm sáng danh Chúa và mưu ích cho mọi người. Với châm ngôn, đức mến thì cao trọng hơn cả, cha đã cố gắng luôn làm mọi việc vì mến Chúa yêu người. Nhờ đó, cha luôn khiêm nhường, nhẫn nại vượt qua mọi khó khăn, thử thách để có thể đứng vững cho tới ngày nay. Chúng ta hy vọng nhờ ơn Chúa, cha sẽ luôn trung thành với câu châm ngôn cha đã chọn và luôn phấn đấu mỗi ngày thêm mến Chúa và yêu người nhiều hơn. Anh chị em thân mến, tác giả Thư Cho Thái gọi linh mục là người được chọn giữa loài người để cầu thay nguyện giúp cho loài người. Vì thế không ai làm linh mục cho chính mình hay để lo cho phần rỗi riêng của mình. Trái lại, cũng như Chúa Kitô đã được Chúa Cha sai đến và hiến thánh để sai đến thế gian, các ngài cũng được sai đi để phân phát các mầu nhiệm thánh và những hồng ân của Thiên Chúa khi cử hành bí tích. Để chu toàn những công việc này, các ngài phải dâng hiến thời giờ, sức lực và mọi khả năng cho công việc. Theo gương Thầy Chi Thánh, các ngài phải trở thành những vị mục tử nhân lành, hiểu biết và yêu mến từng con chiên cũng như cả đoàn chiên. Phải dẫn dắt đoàn chiên tới những đồng cỏ xanh tươi của lời Chúa, tới dưới nước trong lành của ơn thánh, và khi cần, sẵn sàng liều mạng để cứu chiên khỏi nanh vuốt của sói dữ là ma quỷ. Xin anh chị em cầu nguyện chung cho các linh mục, đặc biệt là cho cha Giuse Quảng hôm nay mừng lễ ngân khánh linh mục của Ngài. Các ngài biết mình phải mặc lấy Chúa Kitô, phải trở thành những mục tử tốt lành, sẵn sàng hiến thân để phục vụ mọi người. Nhưng các ngài cũng luôn ý thức sự yếu hèn của mình, cảm thấy mình còn nhiều thiếu sót về nhiều mặt, nhất là chưa biết hoàn toàn quên mình để phục vụ anh chị em. Hy vọng nhờ ơn Chúa nâng đỡ và nhờ lời anh chị em nguyện cầu, các ngài sẽ trở nên hữu ích hơn cho anh chị em cũng như cho mọi người. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng. Xin mời cộng đoàn cùng với tôi chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa,
sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Sio Philato, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời ngự bên hầu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công giáo và Tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa chúng ta là Đấng giàu lòng quảng đại. Nhân ngày kỷ niệm 25 năm hồng ân linh mục cao cả của con, chắc chắn Thiên Chúa sẽ sẵn sàng lắng nghe những lời nguyện xin mà cộng đoàn phụng vụ chúng ta tha thiết dâng lên. Đừng sợ chúng, vì ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Sấm ngôn của Đức Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô, các đức giám mục, các đấng bản quyền và đặc biệt cho Đức Cha Phêrô. Xin Chúa ban cho các ngài ơn khôn ngoan và can đảm để các ngài có thể đối diện với thế lực của Satan, đập tan âm mưu đen tối, lèo lái con thuyền giáo hội vượt qua sóng gió về bến thiên đường bình an. Chúng ta cầu xin Chúa. Dạ như tôi có nói được các thứ tiếng, được ơn nói tiên tri, đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, mà không có đức mến thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Chúng ta cầu nguyện cho dòng tên tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Xin Chúa ban cho các Giê-xu hữu, những người tận hiến đời mình cho linh đạo thánh y nhã, có một đức mến nồng nàn để làm tất cả mọi sự cho vinh danh Chúa ơi. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thế rồi người bảo ông hãy theo thầy. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các ân nhân, thân nhân, anh em linh tông huyết tộc, những người đã đồng hành với cha Giuse. Xin Chúa nhớ đến những hy sinh đóng góp của họ và ban cho họ một cuộc sống an lành hạnh phúc nơi trần gian. Với những ai ly trần, xin Chúa thương đón nhận họ vào nhà Chúa muôn đời. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Đặc biệt hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho cha Giuse nhân kỷ niệm 25 năm linh mục. Xin Chúa luôn gìn giữ che chở và ban cho cha nhiều ơn thánh để cha bước tiếp hành trình trung thành với ơn gọi, nhiệt thành gánh vác công việc chăm sóc đàn chim mà Chúa giao phó cho cha. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa
lạy Chúa, chúng con biết Chúa luôn yêu thương và chăm sóc chúng con. Trước khi cho con thành hình trong già mẹ, ta đã biết con. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa con. Xin Chúa ban cho chúng con những ơn lành mà Chúa biết rõ mang lại lợi ích cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Hiệp dâng thể lễ hôm nay chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn Maria Teresa, Michael Lễ Dỗ, Thomas Lễ Dỗ và xin ơn bình an. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Đề ca tùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng tiên Chúa của lễ này, đề ca tùng ngợi khen Chúa. Chúa đã đoái đến con mặc dầu con bất xưng. Xin Chúa cùng gia tăng ngân sùng giúp chúng con chu toàn sứ mạng Chúa đã trao. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hậu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tùng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tùng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng... Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thọc phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô,
Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức Cha Phụ ta và Đức Cha Phêrô hiện diện đây, xin cho được nhan thánh cùng với người. Lạy Chúa, chúng con xin cầu nguyện cho các cha trong dòng tiên Việt Nam của chúng con đã qua đời, cầu nguyện cho các ân nhân, những người con quen biết đã qua đời. Con cũng cầu nguyện cho cha con, mẹ con là Giuse và Maria, cho các linh hồn Maria, Teresa, Michael, Thomas. Họ là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì được sống lại với người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các cài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen. Chúa cứu thế và theo lời người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian,
phúc cho chúng ta được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ vào hồn con dấu ấn của Ngài.
trôi đi vào đời con êm ái tuyệt vời, mình cùng đàn tơ tâu lên chiều mến. Khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời, hùng ân Chúa tràn trề tháng năm, thầy con nhỏ bé đón sao cho vừa, hùng ân Chúa vô biên vô bờ, tình con nhỏ bé nhưng hay con ngỡ. Ôi ân huệ tình yêu cao quý khôn lường, Chúa dẫn dìu con đi qua tháng năm trường, sớm chia buồn vui, ui an phù giúp. Dẫu con là tội tớ tay trắng khôn cùng, Chúa nhân ngày kỷ niệm con thụ phong linh mục, con đã cử hành mầu nhiệm đức tin để tôn vinh Chúa quyền uy cao ca. Xin cho trọn cuộc đời chúng con cũng trở nên lời ca tụng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con trân trọng kính mời Đức Cha, quý cha cùng toàn thể quý khách an tọa. Trọng kính Đức Cha Phêrô, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Phú Cường. Trọng kính cha Vinh Sơn, bề trên giám tỉnh dòng tên Việt Nam. Kính thưa quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý quan khách cùng toàn thể cộng đoàn phụng vụ hôm nay. Con xin mạn phép thay mặt cho cộng đoàn để có đôi lời chúc mừng và tâm tình với cha Giuse Hoàng Văn Quảng trong ngày lễ mừng 25 năm Hồng Ân Thiên Chức Linh Mục hôm nay. Kính thưa cha Giuse kính mến, chúng con xin được hiệp chung tâm tình với cha để tạ ơn Thiên Chúa, chúc tụng và ngợi khen Ngài đã đoái thương chọn và trao phó cho cha Thiên Chức Linh Mục để cộng tác với Ngài, chăm sóc cũng như loan báo tin mừng đến cho đoàn chiên của Chúa. Tuy đây là một trách nhiệm nặng nề nhưng cũng thật cao cả. Đối với cha, cha đã quảng đại hy sinh để dâng hiến toàn thân cha trong sự tín phục và phó thác tình yêu vào Chúa quan phòng. Thấm thoát mấy ngày nào đây cha được tiến chức, đến nay đã tròn 25 năm. Tuy thời gian 25 năm cũng chưa phải là quá dài, nhưng cũng không phải là còn ngắn. Đây chính là quãng thời gian quá đầy đủ cho cha để cha có thể cảm nghiệm và xác tín hơn về ân sủng và tình yêu mà Thiên Chúa đã dành ban cách đặc biệt trong cuộc đời của cha. Kính thưa cha, chúng con rất vui khi được cộng tác với cha trong văn phòng phát triển của tỉnh dòng tên Việt Nam. Chúng con được mời gọi sống và chia sẻ trong gia đình Y Nhã, sống theo linh đạo của Thánh Ignacio, để cùng học biết về Chúa Giêsu nhiều hơn và yêu mến Ngài cũng như trở nên giống Chúa mỗi ngày nhiều hơn. Chính cha là người đã hướng dẫn và chia sẻ cho chúng con, đặc biệt giúp cho chúng con làm linh thao hàng năm, tĩnh tâm theo mùa phụng vụ
để tình gia đình của anh chị em chúng con mỗi ngày trở nên kháng khít hơn. Không chỉ như thế, cha còn tổ chức những cuộc hành hương xuyên Việt nhân kỷ niệm 400 năm tin mừng được loan báo trên đất Việt do các vị thừa sai dòng tên đem đến. Qua đó, chúng con càng ý thức hơn sự kế thừa đức tin mà chúng con hôm nay có được là do sự hy sinh gian khổ, có cả máu đổ đầu rơi của biết bao nhiêu vị tiền nhân để lại và gây dựng. Hơn thế nữa, cha lại còn tiếp tục tổ chức các cuộc hành hương trở về nguồn, tìm hiểu để chúng con chiêm ngưỡng đền thờ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, viếng và hành hương quê hương của Thánh Tổ Ignacio, đến hành hương đền thờ hang Đức Mẹ Lộ Đức, thăm viếng và quy tụ nhau tại thành đô Vatican, nơi trung tâm của Giáo hội Mẹ. Nhất là những cuộc hành hương đi về đất thánh Israel, chúng con đã được sống tại nơi Chúa Giêsu đã sống, đi trên những con đường mà Ngài đã đi, đặc biệt là con đường lên đồi Golgotha với Ngài. Mỗi nơi chúng con được đặt chân đến, cha đều giải thích và hướng dẫn cho chúng con về giá trị tin mừng, về ơn đức tin mà chúng con đang có, về tinh thần xây dựng tình hiệp nhất và yêu thương như một mệnh lệnh Chúa Giêsu đã truyền: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Kính thưa cha, lựa chọn và sống ơn gọi đã khó, nhưng sống trung thành và làm triển nở ơn gọi linh mục lại càng khó khăn hơn nhiều. Vì phải sống làm sao để cho Thiên Chúa được lớn lên, còn tôi thì bé lại, như gương của Thánh Gioan Tiền Hô. Trong ngày lãnh nhận thiên chức linh mục, cha đã chọn cho mình phương châm đức mến thì trọng hơn tất cả. Vâng, cũng chính vì đức mến và lòng tín thác, cha luôn có Chúa đồng hành để cha dấn thân phụng sự Ngài qua anh em. Cũng chính vì đức mến mà cha đã yêu thương chúng con và quảng đại hy sinh giới thiệu Chúa, cũng như loan báo tin mừng với nhiều cách thức để mọi người chúng con nhận biết Thiên Chúa là đấng đầy lòng yêu thương. Qua đó mỗi ngày chúng con biết gắn kết với Chúa hơn, để yêu mến Chúa và được biến đổi giống Chúa hơn. Trong niềm vui của ngày cha cử mừng ngân khánh linh mục hôm nay, chúng con xin tri ân cha vì những hy sinh và sự hướng dẫn cũng như chăm sóc của cha đối với chúng con cả về mặt đức tin lẫn tình yêu thương và cả thể xác nữa. Chúng con nguyện xin Thiên Chúa luôn ban bình an và dư tràn ân sủng của Ngài xuống trên cha, để cha luôn sẵn sàng trở nên khí cụ trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Cầu chúc cho cha luôn tươi vui và dấn thân trong sứ mạng loan báo tin mừng đến với muôn người. Nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu và Thánh Tổ Ignacio cầu thay nguyện giúp cho cha, để tất cả mọi lời cha nói, những việc cha làm, tất cả đều cho vinh danh Chúa hơn. Một lần nữa, chúng con hôm nay xin tri ân và chúc mừng cha. Giờ đây xin cha đón nhận những bó hoa tươi để nói lên tâm tình biết ơn và chúc mừng của chúng con. Trước hết tôi xin phép để được chia sẻ hai cái tin nhắn. Cái tin nhắn thứ nhất của Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh: ôi cầu quảng ơi, tiếc là thời điểm này tôi có lịch mục vụ nên không thân hành đến chung chia niềm vui với cha được. Từ xa xin hiệp thông tạ ơn và cầu nguyện với cha. Chúc cha tận hưởng niềm vui hồng ngân ngân khánh. Lời chúc mừng thứ hai của Đức Tổng Giáo mục Giuse Nguyễn Năng: chúc mừng cha nhân dịp ngân khánh linh mục. Tôi hợp ý với cha tạ ơn Chúa về hồng ân linh mục và muôn ân lành Chúa đã ban cho cha trong suốt 25 năm qua. Dân Chúa cảm ơn cha về cuộc đời dâng hiến và sự tận tụy hy sinh phục vụ giáo hội. Cầu chúc cha an mạnh và đầy tràn Chúa Thánh Thần, để cha trở thành dấu chỉ của Chúa Giêsu mục tử hiến thân vì đoàn chiên. Vỗ tay. Anh chị em mặc dù không có quý ngài hiện diện ở đây, nhưng mà cô xin được cảm ơn, con xin cảm ơn quý Đức Tổng vì yêu thương đã cầu nguyện và đã nâng đỡ con trong hành trình ơn gọi.
Kính thưa Đức cha Phêrô rất thân mến, người đồng hương và là bề dưới của con. Tôi nói ngài là bề dưới bởi vì tôi là chủ tịch của linh mục tu sĩ giáo xứ Hà Nội hố nay, mà ngài là thành viên. Đã. Hôm nay thì Đức cha đã trả nợ con xong món nợ 5 năm, phải không thưa Đức cha? Bởi vì thưa anh chị em, cách đây 5 năm khi ngài mừng 50 năm linh mục thì tôi chia sẻ lời Chúa. Hôm nay ngài trả nợ cho tôi 5 năm sau qua lời chia sẻ hôm nay. Con cũng xin phép được mời Đức cha 25 năm nữa đến đồng tế. Kính thưa Đức cha, con thật sự là cảm động vì tình thương Đức cha đã dành cho con, cho các linh mục tu sĩ giáo xứ Hà Nội. Đức cha đã không quản ngại tuổi già nhưng còn rất khỏe đến đây để tham dự thánh lễ và chia sẻ lời Chúa. Thật sự thì con nghe rất nhiều lần Đức cha giảng rồi, nhưng mà hôm nay con thấy Đức cha giảng thật tuyệt vời. Bởi vì qua những bài lời Chúa hôm nay, con rất được đánh động và con sẽ ghi nhớ những lời chia sẻ của Đức cha. Kính chúc Đức cha trong những năm tuổi già hưu, nhưng Đức cha vẫn đầy ơn Chúa Thánh Thần, khỏe mạnh để bất cứ nơi nào mà ai cần Đức cha đều đến hết. Vâng, xin Chúa chúc lành cho Đức cha. Thứ hai, con xin phép được cảm ơn cha Đam Minh Trần Xuân Thảo là nguyên cha xứ giáo xứ Hà Nội của chúng con. Ở đây có Đức cha đương nhiệm, Đức cha Lâm cũng là cha quản hạt của giáo xứ của hạt hôm nay. Xin mời Đức mời cha đứng lên để cho công đoàn được thấy chút xíu. Và có hội đồng mục vụ, cho nên là kính thưa cha cố, quý cha, quý hội đồng mục vụ và anh chị em giáo xứ Hà Nội đang có mặt cũng như vắng mặt. Con được sống và được lớn lên từ trong giáo xứ Hà Nội thân yêu này gần 60 năm. Và riêng với cha cố từ năm 1975 cho đến năm 2016, với hơn 40 năm và đặc biệt 20 năm linh mục. Trong ngày lễ tạ ơn linh mục của con, chính cha đã đứng ra để tổ chức. Hôm nay con rất là vui được cha cố cũng như quý cha, quý hội đồng mục vụ và anh chị em giáo xứ Hà Nội đến để chia sẻ niềm vui với con trong ngày kỷ niệm 25 năm linh mục. Xin Chúa chúc lành và ban nhiều hồng ân xuống cho cha cố, cho quý cha, để quý cha chu toàn sứ mạng mà Chúa đã yêu thương trao ban. Con xin chân thành cảm ơn. Kính thưa cha giám tịch, quý anh em linh mục sống tên, 47 năm trong ơn gọi, tôi chỉ sống ở trong gia đình có 17 năm và sẽ tiếp tục sống trong hội dòng này có lẽ cho đến ngày nhắm mắt lìa đời. Biết bao nhiêu những hồng ân Chúa ban cho con qua tình dòng, qua anh em, những người thầy, những người đã giúp đỡ con trong hành trình ơn gọi. Hôm nay quý cha lại hiện diện để cầu nguyện cho con. Trước hết con cũng xin lỗi vì những thiếu sót trong đời sống ơn gọi cũng như những bất toàn trong sứ vụ đã được quý cha tha thứ yêu thương và tiếp tục nâng đỡ. Xin tiếp tục đón nhận con và giúp con trong hành trình ơn gọi của những năm tháng còn lại, để mỗi người chúng ta cùng tình dòng chúng ta mỗi ngày làm cho vinh danh Chúa hơn. Xin Chúa chúc lành cho cha giám tịch, quý cha, quý thầy sắp tới. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, vì tình yêu thương, quý cha, quý dì, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ đã đến đây để cùng với tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân linh mục. Xin Chúa trả công bội hậu cho toàn thể quý cha, quý sơ và quý tu sĩ nam nữ. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau để chúng ta trung thành ơn gọi mà Chúa đã yêu thương trao ban. Các em, các cháu thân mến, ba má của chúng tôi đã mất, tôi là anh cả, nhưng đã sẵn sàng đáp trả lại tiếng Chúa mời gọi
Cho nên bên cạnh đó có sự vận động, có sự nâng đỡ và nhận trách nhiệm thay cho bác, cho anh để anh có thể sống ơn gọi trong dòng tên này. Xin Chúa tiếp tục ban nhiều hồng ân xuống cho gia đình các em, các cháu để gia đình của chúng ta trở thành một gia đình yêu thương, hạnh phúc. Kính thưa quý vị ân nhân, quý khách, cách này cách khác, quý vị đã đóng góp trong hành trình ơn gọi của tôi để giúp tôi chu toàn sứ mạng trong ơn gọi qua những trách nhiệm và bổn phận. Xin quý vị đón nhận nơi tôi lòng biết ơn và xin tiếp tục cầu nguyện cho tôi trong hành trình ơn gọi còn lại. Và đặc biệt ca đoàn Thông Vi Vu, tôi đảm nhận vai trò là linh hướng, cho nên hôm nay ca đoàn đến để hát cho cha linh hướng, cho nên hát miễn phí thưa anh chị em. Cảm ơn ca đoàn rất là nhiều, bởi vì ca đoàn cũng đã dày công để tập hát cho cái ngày hôm nay. Xin cảm ơn ca đoàn. Những lời cần phải chia sẻ và nói chúng ta sẽ nói sau. Xin cho một tràng pháo tay để cảm ơn ca đoàn. Và kính thưa cha xứ giáo xứ Hải Hiền Linh, người bạn cùng chức trước với tôi cách đây 25 năm, ngày 28 tháng 10 năm 1995. Xin mời cha đứng lên để cộng đoàn cho tràng pháo tay chúc mừng cha. Vâng, xin cảm ơn cha xứ, cảm ơn cha phụ tá, hội đồng mục vụ, quý ông bà anh chị em trong giáo xứ Hiền Linh đã cho phép con, cho phép tôi được tổ chức thánh lễ tạ ơn hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho cha, cho cha phụ tá, cho quý ông bà anh chị em, đặc biệt trong năm nay sẽ được khai trương để đặt viên đá hầu có thể xây dựng một ngôi nhà thờ mới. Anh chị em đã thấy ngôi nhà thờ của chúng tôi với khuôn mặt nhà dòng nhưng mà đã có từ trước năm 75. Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng cách đây 2 tuần về làm phép thêm sức thì ngài nói sao mà dòng tên lâu xây thế. Thú thật thưa anh chị em, dòng tên nghèo lắm cho nên chưa có tiền để xây. Cho nên là vì lòng yêu thương đã xin xây nhà thờ mới để 25 năm nữa chúng ta sẽ đến để mừng. Vâng, và sau hết là xin cảm ơn tất cả những người đã đóng góp cho buổi lễ hôm nay thật trang trọng và xuất sắc. Những người phục vụ phòng thánh, các em giúp lễ, rồi các anh chị em giữ xe. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta. Và sau thánh lễ, con xin kính mời Đức Cha, Quý Cha và toàn thể cộng đoàn, quý quan khách trở về hội trường để chúng ta dùng bữa cơm huynh đệ. Hội trường thì nó nhỏ, cho nên không có sức chứa hết tất cả, cho nên xin mời quý cha, quý sơ, rồi quý hội đồng mục vụ sẽ ăn cơm ở trong nhà khách, trong phòng ăn của học viện, tức là ngay sau hội trường. Còn các thành phần khác, chúng ta sẽ ăn tại hội trường. Trong khi đó sẽ có những tiết mục văn nghệ thật đặc sắc do Phan Đình Tùng ca sĩ cho các giống, rồi cho các anh chị em ca đoàn Thông Vi Vu. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị em. Xin mời cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.